Chào mừng bạn đến với thế giới của Dungeons and Dragons, nơi phép thuật và những cuộc phiêu lưu hùng tráng đang chờ đợi. Bạn có sẵn sàng bước vào vai một chiến binh dũng mãnh, một chuyên gia của các trận chiến, hoặc là một nhân vật chính anime? Tại sao không? Hãy để mình giới thiệu cho bạn lớp nhân vật fighter mạnh mẽ, thân thiện với người mới và phù hợp với nhiều kiểu chơi. Khi vào vai một fighter, bạn toát lên bản chất của những người anh hùng trong những câu chuyện truyền thuyết. Fighter có khả năng sử dụng vũ khí và giáp bậc nhất trong game, biến bạn thành một thế lực đáng gờm. Dù bạn muốn lao vào trận đấu với đơn kiếm, song kiếm, đại kiếm, cung nỏ, hay lao lên trước lấy giáp và thân để làm bức tường vững chắc bảo vệ cho đồng đội của mình, với khả năng chịu những đòn đánh có sát thương không tưởng có thể khiến người khác gục ngã, hoặc những thanh niên edgy isekai, bất kỳ kiểu chiến đấu nào giống như trong truyện hay phim ảnh mà bạn muốn, class fighter đều có những lựa chọn fighting style, martial archetype, chỉ số và feat để bạn có thể xây dựng một nhân vật phù hợp. Điều làm nên sự đặc biệt của class fighter trong D&D chính là tính linh hoạt của nó. Bạn có thể trở thành một Eldritch Knight thần bí, một Battle Master mưu lược, hay một Rune Knight với những hòn đá ma thuật có thể đem thêm sức mạnh cho mình. Những lựa chọn này góp phần tạo nên số phận trên chiến trường cho nhân vật của bạn. Ngoài ra, một fighter không chỉ biết vung vũ khí, họ còn biết chiến thuật, mưu lược, giữ bình tĩnh trong áp lực, và với năng lượng của tình bạn có vậy, bạn đã sẵn sàng để cầm vũ khí lên và bắt đầu một nhiệm vụ mạo hiểm chưa? Thế giới của D&D đang chờ đón. Khám phá thêm về thế giới đầy phép thuật D&D. Theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung mới nào nhé. Năng lượng của tình bạn và anime.